Ok, thì trong phần tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo cái hệ thống ống của thang thoát nước nha. Thì đầu tiên sau khi mà mình liên kết vào trong cái bảng Revit này, mình sẽ thấy nó có tất cả là những cái loại cái hệ thống gì. Đầu tiên là hệ thống SP là hệ thống màu đỏ nè. Đây chính là cái hệ thống là ống thoát của VWC, chính là hệ thống ống thoát của cái bồn cầu các bạn. Đó. Bồn cầu, bồn tiểu rồi đó. Rồi. Sau đó là tiếp tục là cái hệ thống VB. VB đây là ven bay nha. Nó là cái ống thông hơi màu xanh, là cái ống thứ hai. Tiếp tục cái ống thứ ba đó là cái ống màu vàng, này là FKP đó. Cái ống màu vàng này chính là cái ống thoát nước, nhưng mà thoát nước của phễu ha, những cái thoát nước mà dạng như là tấm giặt đó thì nó thoát vào cái ống này, gọi là cái ống WBP, Way Spy á. Rồi vậy là có tổng cộng là ba hệ thống ống, đó là SB, FKP và VB nha. Thì đây mình sẽ tạo ra ba hệ thống ống. Đầu tiên là BS này, KB này, cái này là kitchen pipe nha, mình thêm vào. Cái thứ hai đó là SB, đó là SOIB, có nghĩa là ống thoát phân á. VB là ống thông hơi và KB là ống nước thải xám nha. Bây giờ mình sẽ ví dụ một cái ống này thiết lập sao. Đầu tiên các bạn sẽ duplicate từ cái hệ thống là sanitary ra, duplicate ra. Đó. Thì sau khi mà duplicate ra thì nó thiết lập như thế này, các bạn đổi tên lại là nó sẽ ra như thế này. Thôi để mình làm luôn đi. Sanitary đúng không? Duplicate này, chuột phải chọn duplicate nha. Thì nó sẽ ra một cái ống gọi là ống sanitary 2. Đó, bây giờ mình sẽ đổi tên bằng cách là mình nhấn chuột phải vào trong cái sanitary 2 này, chọn rename cho mình. Đây nha các bạn, cái mục rename này. Đó, sau đó các bạn đặt tên, ví dụ như là ống thoát phân đi ha. Còn ở đây mình đặt theo tên theo cái trình tự của nó, thì mình đặt cho nó quy tắc về cho nó rầm rộ xíu. Còn không các bạn cứ đặt ống thoát phân cũng được. Rồi các bạn duplicate vào trong cái ống thoát phân này, sau đó các bạn chọn cho mình là cái đường line bên ngoài. Ví dụ cái ống thì nó gồm 2 đường line đúng không, thì cái graphic override này nó chính là 2 cái đường line bên ngoài, màu của 2 đường line bên ngoài. Các bạn chọn edit, sau đó các bạn chọn màu của nó, thì đây mình sẽ cho nó là màu đỏ đi ha, ống thoát phân là chọn màu đỏ đi. Ok rồi, sau đó là tiếp tục là đến cái vật liệu. Vật liệu có nghĩa là ở chế độ shaded nha các bạn. Sau khi mà các bạn chọn chế độ shaded thì nó sẽ đặt cái ống đó lại và có một cái màu ở bên trong cái ống đó, thì mình sẽ thiết lập ở cái mục material này nha. Đây thì các bạn chọn vào by category này, chọn cái dấu ba chấm nó hiện lên, sau đó các bạn lại đặt tên cho nó. Thì muốn đặt tên được cho cái này thì các bạn chỉ cần vào cái cục màu đen này cái cục màu đen này gọi là cái cục vật liệu nha các bạn. Đấy, chọn vào đây. Rồi sau đó các bạn chọn cho mình là cái mục create new material này Đó. Thì lúc này á nó sẽ hiện ra một cái cục vật liệu và cái tên mặc định của nó là default new material. Ok chưa? Rồi các bạn chuột phải vào trong cái cục đó, các bạn chọn rename cho mình. Đây. Rename. Lúc này là bôi đen, các bạn có thể thay đổi tùy ý. Ở đây mình sẽ nói là vật liệu ống thoát phân. Đó. Rồi sau đó các bạn sẽ thiết lập màu cho cục vật liệu này bằng cách là chọn cái tab graphic này. Đây nha. Rồi nhìn xuống cái này có cái mục shading này, chính là cái chế độ shading của mình ở ngoài Revit á. Thì sau khi mà chọn chế độ đó thì nó sẽ hiển thị cái màu ở đây. Đó. Thì đây nó đang là màu xám, nếu mà các bạn để mặc định như thế này thì khi các bạn chọn chế độ shading nữa là cái ống của mình nó sẽ hiện thành màu xám luôn nha. Nó sẽ đặt màu xám luôn. Thì bây giờ mình đổi nó thành màu đỏ đi. Mình chọn vào đó thôi, sau đó mình chọn màu đỏ. Ok, ok là được nha. Rồi dưới đây các bạn chú ý thêm một cái nữa là các bạn phải thêm cái chữ viết tắt ở đây để cho sau này mình lọc, hoặc là mình bóc khối lượng thì cho có cái chữ viết tắt này mình mới lọc được nha. Cái chỗ một là abbreviation này, các bạn điền vào đây cho mình là SB, là từ viết tắt của SOIB. Ok chưa? Sau đó nhấn OK là được nha. Đó, bây giờ cái ống thoát phân của mình đã được thiết lập rồi này. Thì tương tự với những cái ống như ví dụ như là ven pipe là ống thông hơi, hoặc là water pipe là ống thoát nước thải xám, là cũng làm như vậy luôn, tương tự như vậy luôn. Ok nha. Rồi bye bye.